Quang Hải chính thức chạy trốn khỏi PFC, huấn viên Thorlot đuổi cổ trực tiếp, cả Đông Nam Á chê cười. Vài ngày sau khi không ra sân ở trận đấu giữa PFC và Bordeaux, Quang Hải đã chuyển sang đội B của PFC để thi đấu, giải đấu tương đương hạng 5 của Pháp. Vị huấn viên trưởng đã để cho Quang Hải và một số cái tên không được đá thường xuyên ở đội 1 xuống chơi tại hạng 5. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên Thorlot chỉ đạo trực tiếp các học trò thi đấu tại hạng 5 do tính chất không quá quan trọng của giải đấu này. Đội B của PFC chủ yếu được dẫn dắt bởi một trợ lý và nhà cầm quân người Pháp. Ở trận đấu gần nhất, dù thi đấu với thời gian khá dài nhưng Quang Hải chưa để lại nhiều dấu ấn. Đây cũng là trận đấu mà hàng công của hai đội đều không thể ghi bàn. Vào cuộc chiến khép lại với tỷ số 0-0, Quang Hải đã tiền vệ trái trong sơ đồ 4-4-2, đảm nhận hầu hết những quả đá phạt hàng rào hay phạt góc của Bao Bê. Tuy nhiên, dấu ấn của tiền vệ người Việt Nam là không mấy nổi bật. Theo hãng truyền thông Darep của Pháp, tỷ số 0-0 là một kết quả gây thất vọng. Với Quang Hải, có thể nói anh đang trải qua một bước ngoặt không mấy tích cực ở PFC, từ việc đá chính rồi liên tục phải dự bị ở đội 1. Tiền vệ sinh năm 1997 đã bất đắc dĩ phải xuống chơi ở hạng 5. Tất nhiên là giữa các hạng 5 và League 2 thì có sự chênh lệch khá lớn về chất lượng chuyên môn và Quang Hải không thể tỏa sáng khi xuống chơi hạng 5. Đây có thể là một tín hiệu không mấy lạc quan. 244 phút ra sân, một bàn thắng và những con số quá tệ với Quang Hải. Người chơi ở giải đấu có trình độ cao như Lick Tu ngay trong lần đầu xuất ngoại. Tuy nhiên, khi nhìn những gì đang xảy ra ở Pau, tiền vệ sinh năm 1997 nên tính tới phương án tìm một môi trường mới. Trước AF Cup 2022, Quang Hải đã trải qua chuỗi trận khó khăn ở câu lạc bộ Pau khi chỉ được thi đấu trong 34 phút ở 10 trận gần nhất. Thậm chí, báo địa phương của Pau còn đánh giá là một trong những cầu thủ tệ nhất. Vì thế, tiền vệ này cần một điểm tựa để có thể lấy lại sự mạnh mẽ hơn. Anh cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nỗ lực thuyết phục câu lạc bộ Pau để cựu tiền vệ Hà Nội trở về thi đấu AF Cup. Nếu tỏa sáng ở giải vô địch Đông Nam Á, Quang Hải sẽ có thêm sự tự tin, niềm cảm hứng để tiếp tục cạnh tranh vị trí ở Pau. Tuy nhiên, anh không thể hiện được phong độ tốt, nếu không muốn nói là có màn trình diễn nhạt nhòa trong giải đấu này. Để rồi khi trở lại, Quang Hải rơi vào tình thế mất cả trì lẫn chài. Anh không tập luyện cùng với đội bóng trong khoảng thời gian dài và cũng không lấy lại được nguồn cảm hứng. Thậm chí Quang Hải còn gặp khó khăn nhiều hơn trong thời điểm AF Cup 2022. Anh thêm một đối thủ cạnh tranh trong vị trí tiền vệ tấn công, đó chính là Borges. Sau 3 trận gần nhất, Quang Hải vọn vẹn có những phút ra sân thi đấu ít ỏi và không được chạm bóng lần nào. Thậm chí trong cuộc đối đầu với Paris FC, anh không được điền tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Hôm ngày 5 tháng 2, anh phải xuống chơi cho Pau P ở giải hạng 5 và cũng không để lại dấu ấn. Khi đồng ý để Quang Hải về thi đấu ở AF Cup 2023, vị huấn luyện viên trưởng đã chia sẻ, động thái hiện tại của chúng tôi có nghĩa là Quang Hải sẽ có ít thời gian thi đấu hơn và điều này đang xảy ra. Quang Hải năm nay 26 tuổi, nghĩa là anh có thể đang ở đỉnh cao của phong độ, vòng 3 và vòng 4 năm nữa. Tuy nhiên, nếu cố gắng chờ đợi cơ hội ở Pau thật sự là một điều lãng phí. Anh cần thi đấu thường xuyên hơn để có cảm giác bóng, nhưng thực tế cho thấy Quang Hải không phù hợp ở League 2. Quang Hải là cầu thủ khéo léo và thi đấu dựa trên kỹ thuật, tuy nhiên League 2 đòi hỏi một thể lực và khả năng tranh chấp và chậm liên tục. Quang Hải là một trong những cầu thủ mà tôi đã theo dõi để có thể xem đưa cậu ấy đến Tây Ban Nha hay không, và thành thật mà nói cậu ấy nằm trong tầm ngắm của chúng tôi và vài câu lạc bộ thật sự đã quan tâm. Tôi nghĩ giải hạng nhì hoặc hạng 3 Tây Ban Nha cũng sẽ rất chất lượng. Saki Kuma, cựu tuyển thủ Singapore, đang là một nhà môi giới bóng đá chia sẻ. Nhưng cậu ấy đã quyết định đến Pau FC ở Pháp, League 2 không phải là một giải đấu dễ chơi. Mọi người nói đó chỉ là hạng 2 của Pháp, nhưng có rất nhiều cầu thủ tài năng ở đây. Đừng quên, rất nhiều cầu thủ châu Phi cũng đã từng đến đó. Vì vậy, Quang Hải đang là một cầu thủ có rất nhiều tài năng. Cựu cầu thủ Singapore cho rằng Nhật Bản hay Hàn Quốc là một môi trường phù hợp với Quang Hải. Ông nói, đó là điểm đến thiết thực hơn. Chúng ta đã thấy những người như Chanathip làm rất tốt ở Nhật Bản và tôi biết Silic vẫn đang làm điều đó để đưa các cầu thủ Đông Nam Á đến. Nếu muốn về nước, Quang Hải cũng sẽ có một điểm đến chất lượng là câu lạc bộ Công an Hà Nội. Theo tìm hiểu, tân binh về league này cũng đã muốn có được chữ ký của tiền vệ này. Câu lạc bộ của Công an Hà Nội cũng đủ tài chính, tham vọng, tiềm lực để giúp cho Quang Hải chinh phục thêm những danh hiệu. Ông Pierre Jongpong, huyền thoại bóng đá Thái Lan chia sẻ, nếu thất bại ở Pháp, không sao cả, cậu ấy vẫn phải cố gắng và không được từ bỏ, trở về một môi trường bóng đá như League One được không ư? Vẫn ổn thôi, bóng đá là vậy đó, bạn luôn phải hướng về phía trước, bạn luôn phải có chiến đấu để tìm ra giải pháp. Có thể bạn chưa thành công, bạn tìm lại một môi trường khác và thử lại thôi. Và với một ngôi sao như Quang Hải thì anh luôn có nhiều lựa chọn.
Tất cả chỉ rõ Quang Hải đang gặp nhiều khó khăn ở BFC, vốn rất chuộng nguồn cầu thủ châu Phi dồi dào, rất rẻ và khỏe. Và cũng phải nhìn vào thực tế rằng màn trình diễn mờ nhạt của Quang Hải trong kỳ AFF Cup 2022 đã thể hiện rõ ở vòng knockout, nhất là hai trận chung kết với Thái Lan. Và có lẽ nhìn thấy vấn đề này nên BFC cho anh xuống đá ở đội B hạng 5 của Pháp. Sau nửa năm có mặt tại Pháp, Quang Hải vẫn đang thích ứng được với yêu cầu của Pau. Vào lúc này, Quang Hải sẽ đứng trước hai lựa chọn khiêm nhường và quyết tâm khẳng định ở đội Pau P để lấy lại cảm giác chơi thật tốt, hoặc Quang Hải có thể tìm kiếm một bến đỗ mới, đó có thể là một câu lạc bộ khác ở League 2 hoặc là ở châu Âu. Vị huấn luyện viên có áp dụng triết lý chơi bóng phù hợp với anh hơn, hoặc một giải pháp khác cũng tốt, đó chính là về khoác áo của đội bóng giàu tham vọng như câu lạc bộ Nam Định, câu lạc bộ Công an Hà Nội. Về đây chắc chắn Quang Hải sẽ nhận được một số tiền kỷ lục của bóng đá Việt Nam, được kỳ vọng và tìm lại danh tiếng, nhưng sẽ coi như khép lại giấc mơ thử sức ở nước ngoài. Mặc dù vậy, khi các giải châu Âu thậm chí là mới chỉ đi được nửa đường thì cơ hội Quang Hải tìm kiếm cơ hội BFC thì vẫn hơn. Nhất là khi thực tế chỉ ra là để từ chuyển một môi trường kém chuyên nghiệp như Việt Nam sang châu Âu thì các cầu thủ cần ít nhất là một năm. Quang Hải nếu tìm tới Calix hay Zilic nhiều khả năng sẽ cần phải một thời gian để thích nghi được với văn hóa, bóng đá, ẩm thực và lối sống. Quyết định cuối cùng sẽ nằm ở Quang Hải và làm việc với người đại diện châu Âu của anh, nằm ở khát vọng, sự tự tin và quyết tâm dấn thân mình hay là tìm về vòng tròn an toàn của tiền vệ sinh năm 1997.